Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại em đang có mặt tại quán Mặt Đài, hay người dân Bạc Liêu thường gọi với cái tên quen thuộc là Mẹ Nam Hải. Thì trong video ngày hôm nay em xin chia sẻ với quý cô chú anh chị và các bạn hình ảnh con đường đê biển đi về Điện Gió Hòa Bình 1. Thì đây là một trong những cái yêu cầu của khán giả mà xem kênh của em. Thì trong cái chuyến hành trình đi về Điện Gió thì em xin chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn hình ảnh về tuyến đường này luôn. Thì đối với nhiều bạn quan tâm thì tuyến đường này xem cái sửa chữa đó thì đã hoàn thiện hay chưa. Thì trong ngày hôm nay thì em đi, em cũng xin chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn hình ảnh hiện tại của tuyến đường này. Đó, thì hiện tại đang là hơn 4 giờ chiều nha, nên ánh nắng cũng hơi bị ngược sáng, thì cũng mong quý cô chú anh chị và các bạn thông cảm. Tại vì em đi vào buổi chiều, thì cái hướng này thì hướng mặt trời lặn nên ánh sáng nó đang phía trước mặt em. Rồi, bây giờ em sẽ chạy một mạch tới Điện Gió Hòa Bình 1, thì em sẽ ngưng video. Thì trên hành trình đi thì em sẽ chia sẻ tất cả hình ảnh về tuyến đường này cho quý cô chú anh chị và các bạn xem để biết được hình ảnh hiện tại của tuyến đường nha. Theo em quan sát thì vẫn chưa có hoàn thiện. Đó. Thì có đoạn thì dễ đi, có đoạn thì khó đi nè. Tuyến đường này nếu mà đi vào mùa mưa thì em nghĩ sẽ rất là cực, tại vì sẽ khá là dơ. Đây là đê biển nha, đường đê biển. Còn phía bên tay trái thì đi trên tuyến đường này thì mọi người sẽ có thể nhìn thấy được Điện Gió Hòa Bình. Còn đây là trường bắn bộ chỉ huy quân sự tỉnh nha, mình đi ngang thôi. Em xin phép không quay vào bên trong, em chỉ lướt qua thôi. Có những khu vực không được phép quay phim nha. Đó, đoạn này thì hoàn thiện nè quý cô chú anh chị và các bạn. Tuy nhiên thì một bên thì vẫn chưa có hoàn thiện. Đây, quý cô chú anh chị và các bạn xem. Đó. Đây là gừng phòng hộ nha. Đó. Hình ảnh ngược sáng thì sẽ không được đẹp cho lắm, thì cũng mong quý cô chú anh chị và các bạn thông cảm. Đó, đoạn này thì chưa có xong. Đặc biệt trên những tuyến đường này thì những cây cầu đó, có một số cây cầu vẫn chưa có hoàn thiện nên xe lớn khi đi cũng rất là khó khăn nha. Thì trên tuyến đường này có rất nhiều cái điểm du lịch sinh thái. Đó, giống như là trước mặt quý cô chú chị đang nhìn thấy là gió gừng, ẩm thực sinh thái gió gừng. Đây. Cái gió gừng thì mới đây thôi, mới mở đây cách đây không chưa có lâu lắm. Về lâu đời nhất và khởi xướng cái mô hình ẩm thực sinh thái ven biển, đó là nông trại Tôm Phẻ nha quý cô chú anh chị các bạn. Cái đó là hương gừng đó. Còn bây giờ mở thêm khá nhiều quán nữa dọc theo cái tuyến đường này. Từ khi đưa vào hoạt động đón khách du lịch thì Điện Gió Hòa Bình hiện nay khá là nổi tiếng, thu hút rất nhiều lượt khách trong tỉnh và ngoài tỉnh đến tham quan. Đợt vừa rồi thì có Hoa Hậu xuống để quảng bá du lịch. Đây là nông trại Tôm Phẻ nha. Đó.
Hiện tại em đang ở ấp 15 của xã Vĩnh Hậu A nha. Nông trại Tôm Phẻ thì khá là nổi tiếng ở Bạc Liêu rồi. Đây là một địa điểm khá là hút khách, khách du lịch mà khi đến Bạc Liêu mà muốn trải nghiệm cái mô hình ăn hải sản ở dưới những cái bè trôi nổi trên mặt nước, lên đên trên mặt nước thì sẽ lựa chọn, có khá nhiều cái sự lựa chọn. Giống như là nếu mà về Bạc Liêu thì mọi người có thể lựa chọn nông trại Tôm Phẻ nè, Hương Gừng nè, Vườn Nhà Tôm. Thì lúc trước thì Vườn Nhà Tôm ở ấp 16, bây giờ thì đã di dời và mở rộng thêm, phát triển khá nhiều cái mô hình rất là thu hút khách ở ấp 12, xã Vĩnh Hậu, nằm sát bên cái điện gió Hòa Bình luôn. Đây có cái bảng hiệu là chùa Đông Hải. Chùa Đông Hải đi vào bên trong, chỗ này hơi bị dơ nha quý cô chú anh chị các bạn. Hiện tại thì cái micro rắn máy của em đã hết pin rồi, nên có thể âm thanh mọi người nghe sẽ hơi có tiếng gió, thì cũng mong mọi người thông cảm. Nó không được trong cho lắm, nó không có lọc gió đó, thì mong quý cô chú anh chị và các bạn thông cảm nha. Khu vực này là thuộc ấp 15 của xã Vĩnh Hậu A nha. Đó. Thì em sẽ đi đến ấp 12 của xã Vĩnh Hậu, thì em sẽ kết thúc cái video này. Em sẽ quay tới điện gió Hòa Bình 1 thì em ngưng nha. Thì trên trên cái đoạn đường này có những cái địa điểm nào mỏi bật và thu hút thì em sẽ chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn tham khảo thêm nha. Đoạn đường này thì chưa có trải nhựa nha. Thì từ nhìn từ đằng xa thì mọi người có thể nhìn thấy được điện gió Hòa Bình 1, những cái trụ tua bin gió nằm trong đất liền khá là lớn. Đó là những cái trụ tua bin ở huyện Hòa Bình, nằm trong nội địa, thì thuộc ấp Vĩnh Thịnh của huyện Hòa Bình nha. Còn ở điện gió Hòa Bình 1 á, thì những trụ tua bin gió sẽ nằm xa ngoài khơi, và cái trụ xa nhất là cách bờ 11 km nha quý cô chú anh chị các bạn. Thì để trải nghiệm những cái điểm du lịch đó thì mọi người sẽ mua vé, và sẽ có xe điện đưa quý cô chú anh chị và các bạn đi ra ngoài xa để tham quan. Ở đây dơ quá nè, cái đoạn này chưa xong nè, dơ quá trời, ổ voi không chứ không phải là ổ gà nữa. Không biết là hình ảnh có được rõ hay không, dậy ngược sáng đó. Thì từ Mẹ Nam Hải mà đi đến điện gió Hòa Bình 1 thì mọi người sẽ đi khoảng 5 km nha, qua những con đường như thế này nè, qua những cái cầu. Nói chung đi xe lớn thì cũng hơi cực, tại vì nó nhấp nhô đó. Và nếu mà đi vào mùa mưa thì cũng hơi cực, tại vì hơi dơ. Phía bên đây thì em đã đến được Vườn Nhà Tôm nha quý cô chú anh chị và các bạn. Đây là một địa điểm khá là hot trong khoảng thời gian vừa rồi.
với những cái dịch vụ giống như là ăn uống trên bè nè, và những cái phòng nghỉ nổi lên đên trên mặt nước, rất là thu hút khách du lịch. Đây, vườn nhà tôm đó. Bên cạnh đó thì có những cái vườn rau sạch, vườn dâu, và một số trải nghiệm mà khi quý cô chú anh chị đến đây tham quan và vui chơi sẽ được trải nghiệm những cái mô hình hòa mình với thiên nhiên và ăn uống rất là healthy. Tại vì có những cái vườn rau sạch đó. Đây, đây là cái đường đi vào vườn nhà tôm nha quý cô chú anh chị và các bạn. Đó. Thì em xin chạy tới đi chốt vào bình 1 thì em sẽ ngưng. Thì ở đây là khu xa nha. Đây điểm ăn uống, một cái quán cũng mới mở đây cách đây thôi. Quá dơ, quá bụi. Từ điện gió và bình 1 thì các bạn sẽ đi khoảng 2 cây số nữa thì sẽ đến với Hương Gừng, một chỗ mà cũng khá là nổi tiếng, đồ ăn cũng khá là ngon và giá thành cũng khá là ok, nên nếu mà có dịp thì mọi người cũng có thể đến đó để thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm cái không khí ẩm thực dưới những cái bè trong gừng ngập mặn, rất là vui nha. Đó, đây là địa điểm khu du lịch Điện Gió Hòa Bình 1. Phía trong những cái nói chung còn những cái hạng mục còn khá nhiều hạng mục mà vẫn chưa hoàn thiện. Đó. Đây thì em quay bao quát phía bên ngoài cho mọi người cùng xem. Bên trong đây thì có một cái nhà cánh diều rất là đẹp. Đó. Phía bên trong. Đây chụp hình thích in, có một đường hoa giấy dài khoảng 500 m. Đó, nếu mà đi thẳng thì mọi người sẽ đi xuống Hương Gừng, khu du lịch, điểm du lịch sinh thái Hương Gừng. Bây giờ em xin quay lại để quay bao quát một vòng của Điện Gió Hòa Bình 1, bản giao hưởng của gió đó, để cho quý cô chú anh chị và các bạn cùng xem. Clip này thì chủ yếu em chia sẻ về tuyến đường đê biển này thôi. Du lịch nè, đó là phía bên trong. Giờ này mà đi ra ngoài biển là gió mát rượi luôn nha, rất là thích. Tuy nhiên thì nắng hơi chói, nhưng mà khoảng chút xíu nữa thì ngắm hoàng hôn là tuyệt vời luôn nha quý cô chú anh chị và các bạn. Đó. Hướng này thì nó thuận sáng nè nên hình ảnh sẽ đẹp hơn. Hồi nãy em đi thì hơi ngược sáng, nhưng mà cũng mong mọi người thông cảm, tại vì em có việc ở chỗ này mà không thể nào mà lát về mà quay được, nên em quay luôn cái chuyến hành trình đi. Rồi, xin cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ở một video clip tiếp theo. Em sẽ tiếp tục chia sẻ hình ảnh về Bạc Liêu cho tất cả mọi người ở gần xa có thể xem được hình ảnh của Bạc Liêu về quá trình phát triển của Bạc Liêu. Rồi, xin cảm ơn và chào tạm biệt.